Chỗ để điện thoại đâu con? Cái khung chú không nhìn thấy đâu luôn trời. Lấy cái máy motorcam vào đây chú đi. Kiếm chú cái khung đựng cái điện thoại cơ. Thiệt. À, kêu ông Tư kiếm trên kia xem có không nào. Để chú mới làm được cái lấy mã được chứ. À, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay theo như tất cả những dòng xe như đời mới bây giờ hiện tại nếu mà trên một cái thiết bị mình lấy mã ID, thứ nhất là hiện tại thì trên cho mình Đường đã nhập về những cái cáp lấy mã ID của DTD ô tô. Thì trên mình đây là lấy mã ID của ổ khóa những xì mắc cây. Thì hôm nay trên tay tôi thì Đường làm một cái ổ SCO, đó là K12, đó là của lít 125. Thì một bộ sản phẩm đi có thể là đi theo kèm cùng, đó là một cáp và một cặp, đó là hôm nay là 3 triệu. Thì cái cáp này đây là lấy những dòng xe như là VCX hoặc là SH. Thì đặc biệt của trên lấy cáp trên phần mềm Motorata. À đúng rồi em, 3 triệu. Thì trên một phần mềm Motorata này thì tất cả anh em đang sử dụng có thể là không phải máy Motocan, Motocan 6.2. Thì trên máy Motocan 6.2 cũng lấy được mã ID Simaki đã có sẵn. Rồi trên nếu mà anh em nào chưa có sử dụng trên máy, chưa có thiết bị để giống như là như Motocan 6.2, có thể anh em vẫn lấy được mã ID sắm cho một bộ sản phẩm, đó là gồm 2 sản phẩm mã cáp lấy mã ID. Từ trên đây là một cái mã lấy trực tiếp từ phần mềm Motorata đã có sẵn cài đặt của DTD ô tô. Thì trên tay tôi đây là những dòng xe như lít 125 hay đời 2017, 2018 này, Appalachian, Vario, Vision, Click. Đó là những dòng xe mà đương sử dụng giữa mà ổ khóa thông minh như Simakey, giữa FBO và SCO và ECM để kết hợp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em khi không có thiết bị như là máy Motocan 6.2 thì anh em vẫn có thể lấy mã ID. Và tính năng đặc biệt hơn, nếu mà lấy trong mã ID ở trên những cái phần mềm Motorata và mã kết nối dữ liệu đây thì nó có điều đặc biệt hơn là lấy mã tất cả trên SCO nó sẽ có là tổng cộng là 2 mã chính, và những cái mã để mình lấy ra để đăng ký thì sẽ có 4 mã, 2 mã đã có cài đặt sẵn và 2 mã kia sẽ là đợi chờ khi anh em mất remote. Và thứ hai, trên Motorata thì khi anh em đã có cáp lấy dữ liệu thì trên này sẽ có xóa mã ID xỉa mắc cây trên thiết bị như phần mềm Motorata, và biên tập dữ liệu để sẽ có thể là lấy cái dữ liệu đó có thể copy qua một cái xe khác để lấy mã ID FBO để có thể sử dụng một xe khác. Có thể bên này phục hồi thì trên tính năng của trên cáp lấy mã ID này thì rất là đặc biệt, có thể xóa, đọc mã, biên tập dữ liệu và phục hồi khác trên Motocan. Motocan thì có thể cho anh em lấy được mã ra nhưng có thể không thể xóa được, cũng không thể biên tập được và không phục hồi được.
chỉ có lấy mã cho tất cả những cái như là Honda, Kia là có hết. Thì ngay như mà trên một cái của mình hôm nay thì để hướng dẫn cho anh em khi hàn thì tất cả trên cáp lấy mã đi, thì DTD Auto đã đưa cho cả tất cả phần mềm Motorata, và có những trên cáp đã có tất cả sơ đồ để chân hàn, màu dây, tất cả thiết bị này thì anh em cũng không cần phải nhớ, chỉ cần nhìn trên sơ đồ và làm theo, giống như là tất cả anh em chỉ có việc chấm hàn theo đúng như là trên sơ đồ này mà thôi, không cần nhớ, không cần phải học thuộc nhiều, chỉ nhìn đúng màu dây là hàn, lấy mã đến đá là xong. Và trước khi kết nối để lấy mã ID thì anh em vẫn vào một cái cổng, đó là USB. Thì trên tay của mình đây, hiện tại thì xe trong cái SCU này đã có hai mã đã được đăng ký. Thì bây giờ mình thử xem thời gian trên phần mềm Motorata được kết nối giữa cáp lấy mã dữ liệu ID, xem thời gian được bao lâu. Thì thực chất có những anh em ở vùng quê, giả dụ hoặc là vùng tỉnh, nếu bây giờ những khách hàng mất đi một cái mã ID thì chẳng nhẽ bây giờ anh em lại phải gửi ngay cái mã đó lên Sài Gòn, mất thời gian và tốn kém. Thì anh em chỉ sắm cho mình một bộ cáp dữ liệu, đó là lấy mã ID. Thứ nhất là các dòng xe Honda, và trên những dòng xe BX, Lilith, rồi Vision Vario, thì anh em chỉ đọc trong vòng cỡ tầm 2 phút đã ra tất cả những mã ID đã đăng ký trước trong FCU rồi. Thì bây giờ mình sẽ đọc để xem thời gian được bao lâu. Thì khi anh em kết nối thì trên này nó có là kết nối đọc mã ID. Thì chúng ta chỉ cần việc vào là đọc mã mà thôi. Thì trên này người ta đã cảnh báo đây là có chức năng có rủi ro lỗi đọc dữ liệu bên trong SCU khoảng 1%, đó là chỉ có lỗi có 1% thôi, không đáng kể. Do thao tác người dùng hoặc mất nguồn điện này, tuột dây trên thiết bị có thể an toàn 100% đối với dòng SCU, không ảnh hưởng dưới với SCU nha anh em. Thì cái này gọi là chúng ta chỉ đọc qua sơ khảo thôi, còn tất cả các anh em thì khi ok rồi thì chúng ta chấp nhận thử xem thời gian là được bao nhiêu thời gian khi lấy mã ID. Ok. Đối với mình thì chủ yếu là mang một vấn đề là cái công nghệ đến cho anh em, mọi cái được chia sẻ bằng thứ nhất là mình cũng hiện tại đương làm nghề, thứ hai mình cũng đương làm tất cả mọi việc, và bây giờ hiện tại mình cũng đương học bên DTD Auto, học thêm kiến thức, thứ nhất là cho ta giảm bớt được cái thời gian. Ví dụ như anh em có thể làm bất kỳ một việc gì, nhưng nếu một cái kiến thức chúng ta mà không cập nhật là tất cả mọi cái, có thể anh em đi học trong vòng cỡ tầm 1 tháng, nhưng mà anh em có thể rút ngắn với cái thời gian là cực kỳ khủng khiếp. Ví dụ bây giờ trên một thiết bị điện tử, nếu thứ nhất đầu tiên các anh em chưa có thời gian điều kiện đi học thì anh em vẫn có thể sắm một thiết bị để hỗ trợ cho anh em, như những dòng như là máy Motoken, hoặc là trên phần mềm Motorata đã có cách hướng dẫn cho tất cả các anh em để thứ nhất tra cứu mã lỗi. Thì mình nói cũng nói rõ ràng với anh em một điều, có những anh em hỏi trên một cái thiết bị như là thay nhớt mà tắt cái đèn gọi là báo nhớt, báo dầu đấy, thì có những anh em không có thiết bị thì phải làm sao, thì đi hỏi lên trên mạng, có những anh em biết thì trả lời đúng, có những anh em không biết thì trả lời vẫn cứ sai. Thì chúng ta một cách đơn giản thì trên phần mềm Motorata, gọi là phần mềm dữ liệu này là trực tuyến 4/24 luôn luôn cho tất cả các anh em, để có mọi việc, để anh em chỉ cần việc bấm lên trên đấy, chỉ thao tác rất là đơn giản, 1 phút là xong. Thì trong một cái câu chuyện kết thúc thì trên thời gian của Motorata, giữa Motorata và trên cái thiết bị cáp lấy mã ID,
chỉ trong vòng có 1 phút 24 giây thì đã ra được kết quả mã ID 123. Đây là biên tập nha, còn cái mã của nó chính là 02993639 02993431 84. Đây là trên một cái thiết bị cực kỳ lấy nhanh và hiệu quả, chỉ có 1 phút 38 giây đó là lấy ra kết quả, là cho anh em có thể đăng ký thêm chìa khóa hoặc đăng ký khi mất tất cả chìa khóa thì sẽ có cái mã ID cho anh em để khi mở một cái thiết bị hoặc là đăng ký thêm một cái FAO mới để anh em sử dụng một cái xe cho khách hàng. Thì chính vì tại sao mà mình muốn đưa cho tất cả những anh em và chia sẻ trên công nghệ truyền thông, như bây giờ nó được một cái là trên Facebook, đó là cộng đồng. Thì chính vì anh em mình trước kia ở một miền xa xôi, nếu không có thiết bị, không có những cái Facebook thì anh em cũng có thể là rời xa rất là nhiều về công nghệ. Thì như mình cũng đương làm nhà phân phối của DTD ô tô, thì được qua huấn luyện, được qua đào tạo về kỹ năng cơ bản cho đến chức năng nâng cao. Để vấn đề là gì? Cách xử lý, cách thức để thao tác sử dụng trên thiết bị như là MotoCan, MotoBox và phần mềm MotoData. Thì đến bây giờ mình cũng đương được DTD ô tô, thứ nhất là có thầy Dương Tuấn Dũng, rồi những ekip bên thầy thì đã hướng dẫn và nhồi những kiến thức, trao dồi những kiến thức cho những anh em thợ sửa xe để có một cái chức năng gọi là cơ bản trong nghề sửa xe. Gọi là bây giờ mình sửa xe không phải là những ông thợ cơ khí nữa, mà dần dần chúng ta giờ làm về những dòng xe như là FPI, phun xăng điện tử, thì mình cũng giống như là một những người thợ điện, chứ không phải cũng có thể thăng dần lên là vấn đề một kỹ sư điện tử. Tại vì sao? Thợ máy thì người ta thường là những ông thợ sửa xe, nhưng mà trên thực tế đến bây giờ là điện tử, tất cả mọi FI phun xăng điện tử, nếu chúng ta thiếu đi chức năng, tính năng như là thiết bị máy để hỗ trợ thì như anh em thì sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Thì mình cũng nói một câu chuyện là để cho cùng tất cả các anh em để biết về thiết bị đó. Thì mình cũng xin kể một câu chuyện, có một anh em ở ngoài Huế cũng sử dụng không có thiết bị, thì sẽ có một cái máy, một cái xe như là SOM. Thì trong tình trạng anh em đó nhận thì vỡ cỡ tầm 5 ngày mà mất điện cao áp, vì cũng thiếu đi một cái công nghệ giống như là một thiết bị để nhìn qua được thông số hiện hành, thì sẽ làm cho em đã mất 5 ngày mà phải mổ nguyên đường dây. Khi tất cả những đường dây của điện tử, gọi là đường dây tín hiệu, rồi mọi input hoặc output để khi sử dụng đấy thì nó cũng chẳng thể nào hư hao mà đứt được, vì trên đó chỉ có đứt mỗi đường mất điện cao áp mà thôi. Nhưng chào chú Quang Quyền. Thì xong một câu chuyện xong thì anh một em đó đã nói là bây giờ trên thực tế đường bị mất điện cao áp mà em đã mổ tất cả đường dây nhưng vẫn không thể kiếm ra được cái gì bên trong, đứt ngầm. Tất cả độ đo thông mạch hoặc là điện áp 12V cũng có, dương nguồn hoặc mát cũng đều có hết. Nhưng mà khổ nỗi là cũng không có điện cao áp. Thì em đã tự động mua một con ECM về thay, cũng không có điện cao áp luôn. Và em đến quyết định vấn đề là sợ đường dây, thì em đã thay nguyên một đường dây của SOM, đường dây điện sườn của vua. Thì trên tình trạng cũng không có điện cao áp. Cuối cùng em đó mượn một người bạn cũng đương sử dụng máy MotoCan nhưng mà mới mua. Đâm ra là hai anh em cũng mày mò để kiểm tra bằng trên thiết bị, nhưng mà cũng không thể nào kiểm ra được nguyên nhân, vì trên xe đó không báo lỗi. Thì đến khi mà em đấy đã quay cho mình, và lúc đấy là trong vòng 6 ngày thì em đã quay video, cũng biết về mình được đôi chút, về mình cũng đã sử dụng máy MotoCan, rồi mình cũng là một nhà phân phối của DTD ô tô, và mình cũng làm người thợ giống như các anh em.
Thì đây, hiện tại mình cũng đang làm thợ như các anh em thôi. Luôn chỗ mình luôn luôn lúc nào cũng làm rất là đông xe. Đâm ra là khi mình đi học về là mình thao tác ngay trên xe, trên những cái gì mình được học. Thì trong câu chuyện đó thì khi em quay video gửi cho mình thì em cũng nói về tả về trường hợp bệnh đó. Thì khi quay về thì các anh em biết tại sao không? Chỉ rất mà đơn giản, đó là sai góc mở của bướm ga, đó là TB. Thì khi sai góc mở bướm ga từ 15 độ của thằng dòng SOM thì nó sẽ mất hết tất cả, không còn điện cao áp nữa. Để chống là gì? Khi mà nó đã sai 15 đến 20 độ thì nhà sản xuất đã đưa ra khi TB đã được xoay 15 độ thì phải ngắt điện cao áp. Để chống trường hợp là gì? Người sử dụng khi mà tình trạng đấy nó cho khởi động nổ máy thì sẽ là gây ra tai nạn, đó là phóng xe ngay. Thì đâm ra là cái đặc biệt của dòng SOM hoặc là dòng Honda đó là ngăn ngừa chuyện đó. Đấy, đâm ra là khi TB thay đổi góc mở chỉ 15 độ là mất hết điện cao áp. Cho dù anh em có thay điện sườn hoặc thay ECM đi chăng nữa thì điện cao áp cũng không bao giờ có được. Trên thì chúng chào chú Quang Quyền. Còn mình thì có thể muốn để chia sẻ với anh em rất là nhiều về trên dòng FI phun xăng hiện điện tử giờ đây. Nói những cái công nghệ mới như là phun xăng điện tử để ACG. Đó là những cái bước tiến về những dòng phun xăng điện tử hoặc là thế hệ mới. Thì nó sẽ có thêm được hiện tại thì chào chú Quang Minh. Thì trên hiện tại giờ là sẽ có thêm những công nghệ mới, đó là người ta mới gọi là 4.0. Thì có thể là những dòng xe như đời mới bây giờ, như là đặc biệt giống như những dòng Biago, Yamaha hoặc Honda Basic, thì sẽ có thêm những cái công nghệ mới đưa vào để áp dụng, gọi là phanh ABS. Đấy là người ta gọi là ABS chống bó cứng phanh. Đó là trên thiết bị mới. Và hiện tại giờ đã có thêm như là ổ khóa Shimaki, thì sẽ có thêm là giữa FBO, đó là cái G-Mod như anh em gọi thông thường, để kết nối qua đến SCO. Và SCO sẽ là một cặp đôi với cả ECM. Thì đó là những công nghệ mới. Nếu chúng ta thiếu đi thiết bị tính năng để kiểm tra thì cũng có thể làm cho chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Chỉ trên thiết bị Motoken, như hiện tại Motoken 6, thì đây là mình đang chia sẻ với anh em khi lấy một cái mã dữ liệu như ID trên laptop, trên cáp dữ liệu, kết nối giữa là laptop và cáp dữ liệu này, chỉ trong vòng cỡ 20 phút là tất cả từ khi anh em hàn, còn lấy trong vòng 1 phút 36 giây đã ra được mã được mã ID liền. Thì hôm nay mình sẽ lấy trên mã ID trên Motoken 6.2 để cho anh em biết rằng là tất cả trên DTD Auto đã đưa ra thì lấy từ mã ID từ Motoken 6.2 cũng được, hoặc lấy từ trên cáp dữ liệu, đó là trên laptop và có được phần mềm Motodata. Đây là phần mềm dữ liệu để cho tất cả những anh em, nếu chúng ta có được thiết bị thì sẽ giúp ích cho anh em rất là nhiều. Thì bây giờ mình cũng đang giới thiệu về phần mềm Motodata để cho anh em biết được đôi chút. Trong phần mềm Motodata thì mình cũng đưa rõ cho anh em để anh em hiểu được nhiều vấn đề khi anh em gặp trở ngại. Trên tất cả những cái dòng xe mới, dòng xe cũ, mọi cái những lấy chỉnh audio này, rồi lấy mã ID này, trên tất cả trên đó thì anh em có thể tra cứu màu dây, tra cứu tất cả mọi phương tiện gì các anh em cảm thấy khi gặp khó khăn, như là đo điện áp hoặc màu dây, rồi cách reset
nhớt dầu, nói chung là tất cả mọi thứ. Thì đây mình đang nói về cái điều đặc biệt nhất mà để có những anh em mà hiện tại có khi sửa một cái xe mà không thể biết được là màu dây đấy là màu dây đưa ra tín hiệu inbox hay outbox, hoặc biết dây đấy là dây đương điều khiển, chân đó là chân điều khiển của những thiết bị gì. Thì đây là phần mềm Motorata, là phần mềm trực tuyến 4/24, giống như một người thầy luôn của luôn bên các anh em. Thì bây giờ trên này là một cái chân ECM của lòng BCX đời 2014-2015. Thì có nhiều anh em chưa biết, bây giờ trên một cái đường jack, đây là mình chỉ chia sẻ vấn đề để cho anh em biết rằng sẽ khi mà anh em đã có phần mềm Motorata thì một thời gian rất ngắn anh em đã kiếm ra được dây. Bây giờ trên cái dây chân số 14 anh em cũng biết đúng không ạ, bấm vào thì chân số dây này nó sẽ cho anh em được tất cả kết quả. Chân số 14, dây dẫn điện màu xanh lá cây nhạt, sọc vàng đen, viết tắt đó là IACB 1A, chân 1A, van điều khiển khí không tải. Thì mình cũng nói rõ cho anh em hiểu là xe này là xe BCX đời 2014-2015, vì dòng này đương sử dụng bộ 3 cảm biến, đó là có là IAT, MAP và TB. Thì sẽ có thêm van gang ti cầm chừng, đó là IACV. Thì trên này đã có tất cả để cho anh em biết rằng là từ màu dây cho đến chân số mấy trên ECM. Thì bây giờ mình cũng không thể biết được, ngẫu nhiên bây giờ trên chân này mình cũng chẳng biết, thì mình sẽ bấm đại vào cái chân 29 xem là máy đã báo cái gì. À, đây là chân số 29, chân dãy dẫn điện màu vàng sọc, màu xanh lá cây, STS, chân nhận tín hiệu công tắc khởi động. Thì nếu anh em giống như trên một thiết bị, nếu anh em chưa có được điều kiện để mua máy thì khi anh em đo kiểm để anh em biết rằng là xe này không khởi động được máy thì anh em sẽ phải làm sao? Thì anh em chỉ tra cứu trên phần mềm Motodata thì sẽ cho anh em tất cả kết quả để đo kiểm, kiếm ra được nguyên nhân hư hỏng từ nơi đâu, hoặc dây tín hiệu đấy là truyền từ đâu đi xuống inbox hay là outbox, thì sẽ giải quyết cho anh em rất nhiều thứ mà bấy lâu nay có những anh em đương sử dụng phần mềm Motorata cũng chưa chuyên sâu, cũng chưa được những người để hướng dẫn như là bên bộ phận bán hàng cho tất cả các anh em. Thì trên đây thì đã có không thiếu một chức năng gì hoặc một dữ liệu gì trên này cho anh em, thì đã gọi là phần mềm Motorata là phần mềm dữ liệu, gọi là kho tàng của phần mềm tất cả mọi xe thiết bị gì, nói đến xe máy điện tử phun xăng điện tử là đều có hết trên phần mềm Motorata. Thì bây giờ giống như BCX có thể là anh em chưa làm, thì bây giờ mình đương mở ra những dòng xe cơ bản để cho anh em khi sửa chữa. Đây vẫn là dòng Honda. Bây giờ mình sẽ chọn một đời xe. Đây là mình cho là lít đời 2010. Tra cứu chân ECM. Anh em chỉ vào đấy thôi là anh em đã biết. Nhiều khi bây giờ đó là những cái dòng xe bây giờ là nhiều anh em cũng là đường sửa mà rất gặp nhiều khó khăn, vì cái dòng xe, những dòng xe lít như là mình đó, nó rõ để cho anh em hiểu từ đời Ly đến SCR và Appalet 2011-2012, để cho anh em hiểu rằng trên những dòng xe như SCR đó là anh em không cần biết xe đó là SCR hay Elite, thì trên IC nó gọi là SM, đó sẽ ghi là 902, để cho anh em biết nhận biết rằng đó là dòng xe nào sử dụng IC nào. 902 là dòng xe SCR,
đó là anh em chỉ nhận biết ở trên IC đó này qua cách nhanh nhất. Còn 901 đó là đầy ly 2009-2010 lít 110 đó là không phải là SCR. Còn nếu như đời cao hơn đó là đời chân trứng cạnh chẳng hạn có thêm thì đời đó nó sẽ nằm ở gì là IC 941. Thì đây trên chân SCM của dòng ly 110 đời 2012 thì cũng chỉ nếu mà anh em có được những sơ đồ mạch điện như là phần mềm Motorata, có thể bất kể anh em lấy từ ECM lấy từ 901 có thể gắn vào 941 cũng được, hoặc lấy từ chân 902 gắn qua 901 cũng được, nhưng với điều kiện anh em phải hiểu sâu. Nhưng mà bây giờ anh em hiểu sâu thì cái đấy anh em phải đọc tài liệu dữ liệu. Còn đến bây giờ có phần mềm Motorata thì anh em khỏi cần phải hiểu sâu, chỉ cần mở ra phần mềm Motorata so sánh giữa cái IC 901 hoặc 902 hoặc 941 thì anh em chỉ cần bấm vào đây, nó chỉ sắp đặt khác nhau chân chứ không có khác cái gì cả. Bây giờ là ly 20 này này, đây là lít trước 2012 đây, thì bây giờ vẫn là bấm vào chân số 1 thì dây dẫn điện màu đen sọc màu trắng, chân cấp nguồn 12V sau công tắc cho ECM, là nghĩa cái chân số 1 của những dòng IC trước lít 2012 đây là chân chống đá cạnh, là nó sẽ làm ở vấn đề là sau nguồn là sau công tắc nha, thì lúc đấy anh em có thể kiểm tra tất cả những cái gì mà mất điện cao áp hoặc mất điện trên đèn FP dòng mà bây giờ tại vì có gián đoạn xin lỗi tất cả toàn thể anh em gián đoạn những cuộc điện thoại của những anh em gọi tới, thì mình cũng đương kể về vấn đề trên phần mềm Motorata để cho các anh em thứ nhất giải quyết được cái công việc nhanh chóng gọn gàng, không mất nhiều thời gian, có thể chúng ta không cần phải hỏi vấn đề trên những anh em trên mạng nữa, vì lý do là những cái câu hỏi thì không ai có thể luôn luôn đọc những cái tài liệu để mà nhớ trong đầu được, vì những cái phần mà anh em nhớ thì anh em cũng ráng giúp cho mình một điều, cái nhớ đó của anh em để đọc trên tài liệu thì tốt nhất anh em cái đầu đó, cái suy nghĩ đó thì anh em làm sao phục vụ cách cái cửa hàng của mình mỗi ngày mỗi phát triển, hoặc là mỗi một ngày mình làm sao để ứng xử mấy cái càng rồi mình sẽ mua mặt hàng đó để đáp ứng cho cửa hàng của hàng mình là tốt nhất. Còn tất cả những cái ban cái bệnh hoặc là những cách đo kiểm thì anh em chỉ vào phần mềm Motorata, chỉ một thời gian ngắn là anh em sẽ kiếm ra được nguyên nhân. Thì tại sao mình hiểu được nhiều hơn và có thể chia sẻ cho anh em từ cách làm việc cho đến sử dụng trên máy thiết bị và cách ban bệnh, thì chính vì mình là người thực và việc thực, chứ không phải là mình chỉ bán thiết bị mà không hỗ trợ về anh em. Thì đây trên cơ sở của mình, đây là cơ sở 1 thì mình đã làm không thiếu gì các dòng xe đời mới, đời cũ, rồi những dòng phun xăng điện tử hiện nay. Thì rồi trên cửa hàng mình thì cũng rất là nhiều về những dòng điện tử để chia sẻ với tất cả các anh em. Đây mình cũng có sơ đồ mạch điện từng tất cả từ Simaki cho đến ABS, rồi sơ đồ mạch điện như là của các hãng xe Honda, Piaggio và SOM. Và điều đặc biệt nữa là mình cũng có đầy đủ cái phương tiện như là những dòng ly lít để có thể hướng dẫn cho các anh em khi gặp ban bệnh để cách khắc phục, sửa chữa cho đến những khách hàng đến sự thành công nhanh nhất. Thì phần mềm Motorata thì chắc là hôm nay mình cũng vẫn phải bận, hôm nay phải đi học trên DTD ô tô để học thêm kiến thức từ thầy Dương Tuấn Dũng để hiểu sâu về thế nào gọi là ABS chống bó cứng,
hoặc là học bên Simaki để biết được rằng những giao tiếp giữa FBO và SCU, ECM đó là sự giao tiếp kết nối từ trái qua phải để có cái sự đi đo kiểm khi mà mình gặp sự cố như là hỏng hóc hoặc là báo lỗi không sử dụng được hoặc không mở khóa được cấp kỳ. Thì hôm nay mấy ngày nữa mình sẽ được đào tạo chuyên sâu, xong mình sẽ có thể cùng anh em để hướng dẫn khi xử lý tất cả những sự cố như là mất FOB, là giống như là một cái remote của ổ khóa thông minh Simaki. Thôi thì đến hôm nay mình cũng chỉ đưa ra những cái cực kỳ quan trọng, đó là phần mềm Motorata. Thì phần mềm Motorata này nếu mà anh em cài đặt, để mua cài đặt vào điện thoại thì chỉ có 800.000, còn nếu anh em sử dụng vào laptop, vi tính thì giá hôm nay sẽ là 1 triệu. Một năm sau, đó là mình mua cái đầu tiên, còn một năm sau duy trì chỉ có 300.000 một năm mà thôi. Với giá tiền thì chẳng nói lên được điều gì, nhưng quan trọng nhất là cho anh em được nhiều cái hữu ích, giải quyết cho anh em được nhiều về cái ban bệnh hoặc đo kiểm điện áp hoặc là những chân vị trí của ECM là màu dây gì, input hay output để anh em có hướng xử lý cho khách hàng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tiền thì cũng là một vấn đề cũng quan trọng, nhưng cái tiền bỏ ra của anh em chỉ có 1 đồng, nhưng mà anh em sẽ có kiến thức đấy cả suốt cả cuộc đời làm nghề. Thì mình cũng thành công nhờ từ đâu? Nhờ từ tất cả công nghệ thiết bị. Thì đến hôm nay mình đã được chứng minh với đến mấy khách hàng về trên thiết bị như là Motocam hoặc là Motobox hoặc phần mềm Motorata. Như Motocam thì trên đó là thiết bị đã đọc ra mã lỗi rồi có thể đưa vào để kiểm tra như A/F, tỷ lệ hòa khí đó, rồi đưa vào chức năng nâng cao để mình biết được là hao nhiên liệu bao nhiêu phần trăm trên thiết bị. Thì chỉ có như vậy mới chứng minh cho khách hàng, vì chính khách hàng giờ đây có thể thông minh hơn chính anh em thợ. Vì sao? Vì người ta cũng có kiến thức, người ta cũng đọc được và học được hiểu về những cơ khí cơ bản như là dòng FPI, người ta có thể biết hơn nhiều được các anh em thợ hiện nay. Vì anh em thợ chỉ làm cơ khí thì có thể là biết được nhiều hơn được những khách hàng, nhưng nói về phần điện tử thì chưa chắc anh em đã có thể biết được sâu hơn nếu anh em không có sự đào tạo hoặc là không có sự thiết bị hỗ trợ như là phần mềm Motorata hoặc là Motocam, những thiết bị như là đọc mã lỗi Motocam. Rồi, xin chào toàn thể anh em. Mấy bữa nữa mình sẽ khi học qua huấn luyện đào tạo chương trình giảng dạy của DTD ô tô, hướng dẫn cho cách reset, hướng cách được cốt lõi bên trong ABS thắng chống bó cứng và ổ khóa thông minh Simaki. Mình sẽ chia sẻ nhiều cho anh em về vấn đề khi anh em gặp sự cố. Rất mong sự ủng hộ. Mình cũng đương đến nhà phân phối về vấn đề thiết bị máy Motocam, Motobox, phần mềm Motorata và FIO2. FIO2 thì mình cũng chưa nói được nhiều về vấn đề, vì lý do khi anh em có thiết bị như là Motocam hoặc có một thiết bị nào đó để chứng minh cho khách hàng, thì lúc đây anh em sẽ gắn vào FIO2 để cải thiện vấn đề là hao nhiên liệu hoặc hụt ra đầu, thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em. Vì sao mà mình muốn để anh em có thiết bị? Kể cả không có thiết bị anh em vẫn gắn được, nhưng khó chứng minh cho khách hàng, đó là một cái điều nó khó khăn nhất. Thì xong hết tuần này hoặc là đến tuần sau thì mình chính thức đã được đào tạo trong đúng quy trình một tuần của DTD ô tô. Thì xong mình sẽ về sẽ cùng chia sẻ với các anh em, mổ xẻ thứ nhất là ABS là như thế nào, hoạt động ra sao, hoạt động trong thời gian nào và cách xử lý xóa mã lỗi trên ABS hoặc cách khắc phục khi sự cố mất FOB như là ổ khóa, giống như là mình sẽ mất remote đó.
để cách khắc phục cho tất cả các anh em, rồi kể cả những khách hàng. Tôi xin chào anh em.